chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi. Thư này hay câu nói, Hùng ơi, bọn mình cùng lớp chung vui. Thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, một niên món nợ không vay chưa trả cho thầy. 10 năm hao dây viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vừa chẳng quên. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải do tôi, nỡ sao người người. Đường phố mưa bay bay trắng đau, cạn qua tám bôi chưa hết sâu, nhớ chiều xưa đổ mưa. Đường khuya buồn một ngõ sâu, mình ba bốn đường tâm sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây rồi yên lành. Trường hiên dây mỏng mực xanh gói cả chân tình, nhờ khu bưu chính bắc cầu về. Xin chào tất cả các bác đã trở lại với shop của Hoàng Nam Audio. Trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Nam sẽ lên sóng để test chất âm của con Powershop P604 dòng main 4 kênh. Và đây là dòng T-Series mới nhất hiện nay của dòng Powershop rồi. Hàng được sản xuất tại Made in Italia. Tiện đây thì anh Nam cũng test ở đoạn đầu clip thì test trên cặp loa MRX525. Con Powershop T604 này thì em Nam sẽ test để gửi cho anh Hà. Anh tới từ thành phố Thanh Hóa. Trước đây thì anh cũng đã ủng hộ những sản phẩm cho Hoàng Nam Audio rồi. Và tiếp tục anh ủng hộ cho em Nam một con main 4 kênh đời cao mới nhất của Powershop. Và
anh về anh đánh cả phun cả súp trên một con power shop này luôn. Và em Nam cũng đã để 4 kênh tín hiệu đầu vào khai báo ở đây rồi. Adlong 1, 2, 3, 4 tương ứng với 4 kênh riêng biệt. Và khai báo cả đầu ra các thứ, mọi thứ ok hết rồi. Thì hiện tại thì mới đang test ở trên 2 kênh để đánh cặp phun đôi này thôi. Và bây giờ em Nam sẽ ra đằng sau cắm cái cổng test ở cổng output là 2 cộng 2 trừ, tương ứng với mỗi kênh 3, 4 ở đằng sau. Tại vì ở đằng sau của cái con main này này thì các bác nhìn thấy có mỗi hai tín hiệu rắc cắm vào, rắc loa cắm ra thôi đúng không? Nhưng mà nó sẽ tương ứng với 1 cộng 1 trừ là CH1 và 2 cộng 2 trừ là CH2. Bên đây tương ứng với lại kênh còn lại cũng là 1 cộng 1 trừ là CH3 và 2 cộng 2 trừ là CH4. Tín hiệu đường vào thì em Nam cũng đã cấp cả 4 tín hiệu đường vào rồi. Và hiện tại em Nam cũng đã kết nối với phần mềm, thì các bác sẽ cùng em Nam khám phá sơ qua về cái phần mềm này. Phần mềm của Power Shop thì các bác có thể nhìn thấy này. Hiện tại 4 kênh em Nam là đang dùng đây, 1, 2, 3, 4. Và ở đây nó sẽ có EQ. EQ thì các bác có thể sử dụng EQ để tinh chỉnh theo hệ thống loa, theo hệ thống phòng. Và đặc biệt là cắt rất là chi tiết, rất là đầy đủ để các bác có thể chơi nếu mà các bác muốn tìm hiểu chuyên sâu. Đó. Và ở bên phần khai báo loa đây thì các bác nhìn này, tất cả những cái thương hiệu loa hàng đầu trên thế giới hiện nay đều có hết. Ví dụ như em Nam chỉ cần gõ tên thương hiệu brand này, brand của JBL đúng không? JBL thì các bác chỉ cần gõ JBL ra thì các bác sẽ nhìn thấy này, một loạt những cái model của loa JBL ở đây. Thì các bác chỉ việc gọi ra và chơi thôi, rất 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 nhiều những thương hiệu của JBL. Hay đặc biệt là đây, lại một thương hiệu nữa. Em Nam sẽ gõ một vài thương hiệu hàng đầu thế giới để các bác cùng xem là cái con power shop này nó có đầy đủ không nhá. Ví dụ là Lexo xem nào. Đó, Lexo. Đây, Lexo thì các bác nhìn này, rất 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 nhiều. Các bác kéo thì không biết là bao nhiêu model của Lexo đã có ở đây. Không thiếu một model nào cả. Đấy, rất là nhiều, rất là chi tiết. Và mỗi bản phần mềm cập nhật lên thì hãng sẽ tích hợp thêm những cái preset của những thương hiệu loa, update càng ngày càng nhiều. Tiếp theo sẽ là một thương hiệu như là L-Celtic xem nào. L-Celtic thì cũng là đặt main của Power Shop làm cho. Không tin thì các bác có thể tìm hiểu một cái vài hình ảnh về con main của main Nexo. Em xin lỗi. Main của L-Celtic thì các bác đã thấy là ruột gan thì sẽ của Power Shop cung cấp. Hay là main Nexo bây giờ cũng có của Power Shop cung cấp vào như con 4x0.7 và 4x1.3. Đấy, bây giờ em thử gõ chữ L-Celtic xem nào. Đây nha các bác nha. Đây, em đang chỉ cần gõ chữ L-Celtic ra này thì các bác có thể nhìn thấy là một loạt những cái model của L-Celtic sẽ hiện ra. Hay là thương hiệu như là Adamson nữa đi. Adamson. Đây, Adamson này các bác nhìn này. Rất rất nhiều những model của Adamson có ở đây. Hay là thương hiệu D&B đi. D&B không biết là viết ở đây là đây. D&B Audio Technique đây. Rất 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 nhiều, gần như là thương hiệu Power Shop chỉ sản xuất dòng main, nên là tất cả những cái model của những cái thương hiệu top đầu thế giới về sản xuất loa thì hãng Power Shop nó đã có tích hợp đầy đủ preset bên trong rồi. Nên là khi các bác mua những cái sản phẩm mà main của Power Shop này thì gần như các bác không thiếu cái bất cứ một thương hiệu loa nào các bác đang chơi cả. Hay là em Nam chỉ cần gõ cái thương hiệu xem nào. Dynacorg xem là có không ạ? Đây các bác nhìn thấy ạ, Dynacorg cũng có luôn này. Đó. Dynacorg cũng có, hay là One Sound đây này. One Sound Adamson này. Đấy các bác gõ thì rất 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 nhiều. Ancon cũng có này. Ui giời. Rất rất nhiều, nếu mà để nói về vần thì
Em Nam thì cũng không thể nào mà gõ ra được hết tất cả những thương hiệu loa ở đây để các bác cùng ngắm nhìn. Nhưng mà các bác nhìn này, HK Audio này, K-Ray này, đấy, KME này, N-Cautic này. Ui, có những cả thương hiệu mà em Nam chưa từng biết tới luôn, về sản xuất loa cũng có ở trong đây. Martin này, Meyer Sound này, MKG này, Nexo này, Outline này, VLR cũng có này. Nói chung là rất rất nhiều các bác ạ. Các bác kéo thế này thì nó không thể xem được hết được. Em Nam chỉ giới thiệu qua một vài thương hiệu loa nổi tiếng các bác thường chơi thôi. Thì cho thấy được một điều rằng là một con bên Power Shop này khi các bác đầu tư ra đấy, thì nó có gần như là tích hợp tất tần tật những cái gì các bác đang chơi. Thì các bác chỉ việc kể cả các bác không có reset của cái thương hiệu loa đó, các bác vẫn có thể tự làm được cho hệ thống mà các bác đang chơi. Nên là khi mà các bác mua một cái con main tích hợp như thế này đến với em Nam thì chắc chắn là các bác tiết kiệm được một khoản tiền rất rất là lớn. Con main này hiện tại thì có giá là loanh quanh khoảng độ hơn 100 triệu. Nhưng tới với em Nam thì các bác sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất là lớn. Hiện tại thì em Nam vẫn đang hỗ trợ các bác để các bác có thể chơi được những sản phẩm mà thương hiệu hàng đầu thế giới. Có em Nam dám khẳng định đây là một thương hiệu top 1 thế giới về sản xuất dòng main công suất rồi. Bởi vì là tất cả những cái thương hiệu loa lớn nhất hiện nay trên thị trường thì đều đặt hàng của Power Shop làm cho rồi. Ở đây là dám tự tin với các bác là như vậy. Đó, thì em Nam cũng muốn chia sẻ với các bác vài chi tiết về cái con T604 này. Thì bây giờ em Nam sẽ tiện có một cái dây ở đây, em Nam cũng đã kết nối sẵn rồi. Em Nam sẽ rút ra để test cho anh Hà nốt. Đó, cái này thì em Nam đã đấu rắc 2 cộng 2 trừ bên trong rồi. Bây giờ em Nam sẽ cắm vào đây này. Đó, tắt cái loa này đi. Tắt tạm cái loa này đi để em Nam test bên này nhá. Đó, đây, dây này là kết nối ở bên đây. Tại sao vừa nãy là em Nam cắm hai dây thì em tiện luôn em cắm luôn để em test luôn cái cổng này. Sau đó là em sẽ cắm nốt sang bên kia, cắm nốt sang bên đây. Đấy, cổng này. Đây, em Nam sẽ đưa lên. Xa người em nhỏ lên đường tổng chinh. Bây giờ nhá, em kết nối nốt cái cổng bên còn lại này, kênh số 4 này. Đó. Hiện tại thì đây, các bác có thể nhìn thấy này, tín hiệu của 4 kênh nó đã báo rồi. Nó đã nhảy tín hiệu 4 kênh của T604, dòng môi main 4 kênh và công suất 1200W một kênh. Thì đánh kể cả full đôi như thế này thì vẫn là ok đâu nhá. Các bác có thể đánh một đôi full đôi và một cặp súp đơn như thế này, là một con main này nó đã đủ đánh cho cả một hệ thống như vậy rồi. Và mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho Hoàng Nam Audio qua số điện thoại em Nam sẽ ghi ở trên bài. Đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh. Và bây giờ em Nam xin phép kết thúc video ở đây để đóng sản phẩm này gửi cho anh Hà nhé. Rất xin lỗi anh là ngày hôm nay em chưa đóng kịp, thì sáng mai em sẽ gửi sớm cho anh để anh có thể nhận được sản phẩm này sớm nhất nhé. Xin chân thành cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các bác. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể bác ở những clip lần sau ạ.